Trước tiên đó là tôi nghĩ là tất cả các anh em của chúng ta là phải rất là cảm ơn giáo sư Ngô Quy Châu và các cái đồng nghiệp ở trong cái ban soạn thảo cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị này. Chúng ta mong ước cái hướng dẫn này từ lâu rồi, là tại vì từ cái GOLD 21 rồi tới GOLD 24 là nó đã có những cái chuyển biến rất là lớn, thay đổi rất là lớn. Tới GOLD 27 lại thay đổi một lần nữa. Cho nên bây giờ chúng ta cầm được trong tay một cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính mà dựa trên GOLD 28 mà được Bộ Y tế phê duyệt để cho tất cả các đồng nghiệp trở về cơ sở của mình, lấy cái bản này để mà làm cơ sở pháp lý để mà trang bị, đặc biệt là thuốc men và những cái hoàn trả lại của Bộ Y tế đối với cái việc chăm sóc bệnh nhân COPD. Thì công sức rất là lớn của giáo sư Ngô Quy Châu, cái uy tín lớn của anh đối với Bộ Y tế là đã giúp cho tất cả các bác sĩ phổi của chúng ta có được, cầm được trên tay cái guideline này. Chúng tôi cũng đang còn cố gắng để mà đưa ra được cái hướng dẫn về hen và viêm mũi dị ứng, thì hy vọng là sau một thời gian ngắn nữa thì chúng ta cũng sẽ có được một cái bản hướng dẫn về hen để mà được Bộ Y tế chấp nhận. Bây giờ về kiểu hình thì tiến sĩ Châu, giáo sư Châu đã nói rồi, thì từ xưa là chúng ta có phù tím, rồi khí phế thủng, nó là những kiểu rất là xưa. Rồi sau này thì người ta nói thêm những cái đợt cấp thường xuyên và kiểu hình giãn phế quản, kiểu hình trọng lấp, vân vân. Thì bây giờ chúng tôi sẽ xin đi thẳng vào cái việc hướng dẫn điều trị. Thì sau khi mà các bạn phân nhóm COPD, ABCD, thì các bạn nhớ rằng là cái việc đầu tiên hết để mà đưa ra cái chẩn đoán COPD tiêu chuẩn vàng là hô hấp ký. Và chúng ta sẽ đọc cái FEV1 sau thử thuốc giãn phế quản và phân bậc GOLD, như là trong cái slide của giáo sư Châu đã đề rõ ra rồi. Và như thế thì trước đây đó thì chúng tôi cứ sợ là các bạn bỏ quên cái COPD, nhưng mà sau này thì lại thấy một cái tình trạng ngược lại, là mình chẩn đoán COPD quá dễ dàng. Những bệnh nhân không COPD, bệnh nhân bị viêm phế quản mạng, bệnh nhân bị hen, nhưng mà mình không có hô hấp ký làm bằng, cho nên là mình cứ viết xuống là COPD. Thì các bạn đều biết rằng là COPD là một bệnh nghiêm trọng, thuốc càng ngày càng tăng, bệnh nhân có thể dùng, phải dùng oxy, phải thở máy, phải cấp cứu, tỷ lệ tử vong cao. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là sau khi mà chúng ta dùng cái bản tầm soát 5 câu hỏi như giáo sư Châu đã giới thiệu, thì nếu người nào có 3 câu trở lên thì chúng ta sẽ làm hô hấp ký, có thử thuốc để mà xác định. Thì thật sự ra là một lần cũng chưa đủ. Tại vì có khi lần đầu các bạn nhìn thấy giống như là COPD, nhưng chỉ cần sau một lần điều trị thì lại bung ra hết, thì như vậy là hen. Cho nên thật sự ra là một lần hô hấp ký có thử thuốc cũng chưa đủ. Sau khi mình chẩn đoán ban đầu, mình sẽ điều trị ban đầu và mình làm lại 1 tháng sau, 3 tháng sau, 6 tháng sau, 9 tháng sau, 12 tháng sau. Mà nó cứ tắc nghẽn mãi như vậy thì lúc đó mình mới yên tâm là COPD được. Và một điểm thứ hai nữa đó là trong cái chẩn đoán của mình á, thì mình phải ghi cho đầy đủ. Ví dụ như các bạn đề COPD, rồi GOLD mấy, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, các bạn phải phân loại và phải viết rõ ràng. Rồi nhóm mấy, nhóm nào, A, B, C, D. Tại vì GOLD đề nghị là các bạn phải so sánh cái sự tương quan giữa hai cái phần này, giữa GOLD và nhóm. Nếu GOLD 1, nhóm A, tốt, giống nhau, tương đương với nhau. Nhưng mà ví dụ như là GOLD 1, nhưng mà nhóm D lận, thì các bạn phải cẩn thận. Có thể là đường thở của người đó thì không bị gì, nhưng mà bị khí phế thủng, thì cái đó là chỉ định để các bạn làm DLCO, khả năng khuếch tán qua màng phế nang mao mạch, hoặc là các bạn làm CT phần giải cao. Còn ngược lại, ví dụ các bạn thấy GOLD 4, tức là tắc nghẽn rất là kinh khủng, như bệnh nhân nhóm B hoặc là nhóm A, thì các bạn phải cẩn thận là bệnh nhân này đã thích nghi.
Và như vậy thì Gold đề nghị các bạn cho bệnh nhân làm một cái test đi bộ 6 phút. Thì lúc đó các bạn mới đánh giá thực sự là cái độ nặng của bệnh nhân, chứ cũng không chắc là thuộc nhóm A. Đó. Thế thì sau khi mà mình viết cẩn thận như vậy rồi, SUPD, Gold mấy, nhóm mấy, có tương đồng hay không, có cần phải làm thêm những xét nghiệm gì nữa hay không, thì chúng ta bắt đầu điều trị. Thì các bạn sẽ thấy là một cái điểm rất là rõ ràng ở trong cái goal này là có nhiều cách điều trị. Và trong mỗi một cách điều trị thì các bạn lại thấy là họ có lên bậc xuống bậc, chứ cũng không phải là chỉ có một đường duy nhất như là các guideline cũ. Đó là cái điểm mới đầu tiên. Một cái điểm thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy là chủ đạo đó là các thuốc giãn phế quản tác dụng dài. Ngay cả cái nhóm A đó, họ đã đề nghị thuốc giãn phế quản tác dụng dài. Như vậy đó thì thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có một nhóm duy nhất đó là nhóm A. Đó là các bạn có thể dùng Ventolin, Salbutamol, hoặc là các bạn muốn yên tâm hơn thì các bạn có thể dùng Berojoan, Ipratropium Bromide cộng với Phenoteron. Và nếu cái đánh giá tác dụng sau đó thì một tháng sau mình sẽ đánh giá tác dụng. Nếu mà tốt thì chúng ta tiếp tục. Nếu mà không tốt thì chúng ta đã phải lên bậc rồi. Thì ngay trong cái nhóm A này là người ta đã cho phép các bạn dùng LABA, Long Acting Beta 2 Agonist. Hiện giờ chúng ta đã có cái chế phẩm Enalcaterol. Nếu các bạn đánh giá là nhóm B thì các bạn thấy là kể từ nhóm B là cái thuốc tác dụng ngắn đã không còn chỗ đứng nữa rồi. Đó là LAMA hoặc là LABA. Mà thì chúng ta có hiện nay chúng ta có Tiotropium Bromide là LAMA, Long Acting Muscarinic Antagonist kháng anticholinergic tác dụng dài. Hoặc là LABA thì chúng ta có Endacaterol, Long Acting Beta 2 Agonist, đồng vận Beta 2 tác dụng dài. Và nếu mà không có hiệu quả thì các bạn kết hợp LAMA cộng LABA thì cũng may, chúng ta cũng có luôn rồi. Chúng ta có Endacaterol kết hợp với Clicopyrrhonium ở trong một cái viên thuốc. Và nếu các bạn chẩn đoán là nhóm C thì các bạn sẽ thấy là so với cái phác đồ cũ là nhóm C và nhóm D là có những cái thay đổi cực kỳ quan trọng. Các bạn nhớ là nhóm C, nhóm D trước đây đó là cái thuốc đầu tiên là ICS cộng LABA và cái thuốc thứ hai là LAMA. Thì trong cái phác đồ mới này, ICS và LABA đã biến mất khỏi cái nhóm C. Thì muốn mà đưa tới một cái quyết định quan trọng như vậy thì Gold đã phải dựa lên trên những cái nghiên cứu hết sức là chính xác. Tức là nói chung là Gold hoặc là Gene họ chỉ đưa ra những khuyến cáo khi mà đã có những bằng chứng dựa trên những cái nghiên cứu RCT, Randomized Control Trial, phân bố ngẫu nhiên, mù đôi, vân vân. Thì như vậy dựa trên nhiều cái nghiên cứu họ đưa ra cái kết luận đối với nhóm C thì tốt nhất các bạn dùng LAMA. Chúng ta có Tiotropium Bromide. Bởi vì LAMA đã được chứng minh rằng ngăn được cái đợt cấp. Thì trong cái việc mà điều trị SUPD trong giai đoạn ổn định thì chúng ta có nhiều mục tiêu. Nhưng cái mục tiêu mà lớn nhất, quan trọng nhất vẫn là ngăn ngừa đợt cấp. Thì LAMA đã được chứng minh an toàn, rất an toàn và ngăn ngừa đợt cấp. Thì chúng ta cũng đã có LAMA, Tiotropium Bromide và cũng đã được đưa vào bảo hiểm y tế. Thế thì ngang đây thì chúng tôi cũng xin các bạn khi mà cầm cái quyển hướng dẫn này thì các bạn nhớ rằng là đây là cũng là một điều mà các anh em trong ban soạn thảo cũng đã nhất trí, bàn bạc, thống nhất và cũng phải ráng thuyết phục Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế để nói một câu rằng tất cả các cái loại thuốc này thì đều được trang bị từ trung ương cho tới địa phương, miễn là đơn vị đó có đủ điều kiện để quản lý bệnh nhân SUPD. Cho nên như thế là mở rộng ra rất lớn. Bây giờ tới tuyến xã thì có vẻ còn xa vời quá, nhưng mà tới tuyến quận và tuyến huyện, các bạn hãy tranh đấu để cho bệnh nhân của mình tại quận mình, tại huyện mình được trang bị những cái loại thuốc mà hiện nay
đã có tại thị trường Việt Nam, đã được đưa vào hướng dẫn của Bộ Y tế. Bây giờ chỉ còn một cái việc là mình phải thuyết phục ban giám đốc và thuyết phục bảo hiểm y tế để đưa vào. Nếu Lama không ngăn ngừa được đợt cấp, thì các bạn lên cái bước này thì các bạn thấy họ phân ra làm hai rõ ràng, là một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Thì cái đỏ là ưu tiên hơn, thì các bạn sẽ kết hợp Lama cộng Laba. Thì ở đây chúng ta đã có Clicopyrrolium cộng Endacaterol. Còn một cái hướng thứ hai không ưu tiên bằng, đó là Lama, Laba cộng ICS. Thì cái hướng này nếu bệnh nhân thuộc nhóm ECO, có gốc hen, hen mà hút thuốc lá, hen mà phơi nhiễm, đã từng được chẩn đoán hen bị hút thuốc lá thụ động hoặc là chủ động, thì có tiền căn dị ứng chàm vân vân, tức là nó nghiêng nghiêng về cái hướng hen, thì các bạn sẽ chọn Laba cộng ICS. Thì ở đây Laba và ICS thì mặc dầu là không có một cái nghiên cứu nào đối đầu giữa các loại ICS, nhưng mà trên chứng minh thì các loại budesonide thì bao giờ cũng an toàn hơn là Flixotide. Và nếu mà bệnh nhân của các bạn thuộc nhóm D thì lúc đó ưu tiên một là Laba cộng Lama ngay từ đầu. Nhưng mà nếu mà các bạn cẩn thận, các bạn cũng vẫn có thể bắt đầu bằng Lama, tại vì còn dài lâu, còn điều trị dài lâu, giống như là mình phải để dành những cái vũ khí để mà sau này. Thì Lama, nếu mà Lama không được thì các bạn chọn Lama Laba hoặc là Lama Laba ngay từ đầu. Và nếu mà Lama cộng Laba cũng không bảo vệ được bệnh nhân, thì các bạn lên một cái con đường được ưu tiên chọn Lama Laba cộng ICS, điều trị bộ ba, triple therapy. Thì hiện nay trên thị trường đã có, chúng ta sẽ có, nhưng mà trước mắt thì chúng ta chưa có. Cho nên thì các bạn sẽ sử dụng, ví dụ như tôi sẽ sử dụng Chiotropium-Pomide cộng với Budesonide cộng với Formoterol. Thì đó là một cái bộ ba mà rất là mạnh. Gần như cái bộ ba này trong những cái nghiên cứu meta-analysis thì cho rằng là cái này, cái cặp ba này là cái bộ ba mạnh nhất để mà ngăn ngừa cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Và cũng ngang đây các bạn cũng có thể chuyển qua cái Laba cộng ICS nếu mà những bệnh nhân thuộc nhóm ECO, bệnh nhân có tiền căn hen, có dính dáng với hen thì các bạn sẽ sử dụng cái này. Nhưng mà nếu mà không tốt thì các bạn vẫn phải quay trở lại Laba cộng Lama. Một cái điểm nhấn mạnh ở trong Gold 2018 là người ta nói rất rõ về những cái tác dụng phụ của ICS. Nên đọc kỹ cái Gold 2018 thì rất sợ ICS. Cho nên các bạn cũng phải thận trọng và giới hạn cái chỉ định ICS này cho bệnh nhân. Chỉ sử dụng đúng chỉ định C và D hoặc là ECO. Nếu mà bệnh nhân ECO thì các bạn có thể sử dụng ICS bất kể nhóm. Có thể E nhưng mà ECO, B nhưng mà ECO thì các bạn đều có thể sử dụng ICS. Nhưng mà lúc đó thì nhớ viết là Gold CPD cộng với hen hoặc là CPD nhưng mà thuộc nhóm ECO để mà bảo vệ. Lỡ mà bảo hiểm y tế họ giỏi quá, họ nói sao mà AB mà sử dụng ICS thì các bạn có cái để mà bảo vệ mình. Và lần đầu tiên thì Gold đưa macrolide vào trong phác đồ điều trị. Trước đây là Gold không đồng ý, tại vì họ sợ sinh ra một cái chủng vi trùng kháng macrolide. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà tới cả cái bậc 3 mà cũng không kháng hơn thì các bạn có thể sử dụng macrolide. Thì trong Gold 2018 họ chỉ đưa ra những cái nghiên cứu dựa trên azithromycin. Và những cái azithromycin đó thì cái nghiên cứu đó cũng chỉ kéo dài có một năm mà thôi. Và họ nói rằng là cẩn thận bởi vì nó sẽ có tác dụng phụ là gây điếc. Thì tôi thử rồi và điếc thật rồi. Cho nên tôi ngại lắm. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua một cái erythromycin. Gold cũng cho phép erythromycin. Vừa rẻ tiền bây giờ chắc cũng chẳng ai dùng để điều trị vi trùng nữa, cho nên các bạn có thể dùng cái đó được. Và còn một cái nhóm thứ tư nữa là Ofloumilast, thì hiện bây giờ cũng chưa có tại Việt Nam, nhưng mà bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ, đặc biệt về mặt tiêu hóa, bệnh nhân đau bụng, bệnh nhân tiêu chảy, bệnh nhân giảm cân, cho nên là cũng không được ưa chuộng lắm. Nhưng mà ngày hôm qua thì các bạn thấy giáo sư Châu đã nói rằng nếu mình tăng liều dần dần thì cái tác dụng phụ đó sẽ giảm bớt.
Thế thì đó là tất cả các cái hướng dẫn điều trị được in trọn vẹn trong một trang ở trong cái phác đồ của các bạn. Nhưng các bạn phải cân nhắc, phải suy nghĩ, phải thay đổi, phải đánh giá, phải lên liều, xuống liều, vân vân, rất là cẩn thận. Và khi nào thì các bạn xuống nhóm? Thì các bạn thấy là C và D, nếu mà bệnh nhân bị một lần nhập viện trong năm qua, dù là cấp cứu, dù là khoa nội, dù là ICU, thì là đều thuộc nhóm nguy cơ có đợt cấp cao, thuộc nhóm C và D. Hoặc là hai lần, một lần trung bình và nhẹ, ví dụ như là phải dùng kháng sinh hoặc là dùng corticosteroid hơn 3 ngày trở lên, thì như vậy là thuộc nhóm C và D. Các bạn muốn xuống nhóm thì các bạn phải đợi một năm. Cho nên cái trang đầu tiên của cái bệnh án của mình các bạn phải viết xuống tính đến đợt cấp trong năm qua. Thì có như vậy thì các bạn mới dễ tổng kết, chứ còn ngồi lật hết cái hồ sơ thì không ai làm. Thì tụi tôi luôn luôn làm cái điều đó để mà canh được một năm bệnh nhân không đợt cấp thì mình sẽ xuống nhóm. Một điều nữa là chúng ta sẽ sử dụng tối đa cái việc chích ngừa cúm cho bệnh nhân. Nam bán cầu từ tháng 4 tới tháng 10, Bắc bán cầu từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau. Viêm phổi thì hiện bây giờ là hết thuốc viêm phổi của người lớn rồi. Chúng ta có thể dùng viêm phổi của trẻ con, nhưng mà lúc đó bệnh nhân là phải ký cam kết thì mình mới dùng. Thế thì như thế tất cả cái thuốc này đều đã được đưa vào ở trong cái bản hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Các bạn sẽ sử dụng cái bản này để mà thuyết phục ban giám đốc, thuyết phục bảo hiểm y tế để đơn vị của mình có đầy đủ thuốc cho bệnh nhân. Thì với những cái thuốc tiên tiến như thế này, các bạn sẽ làm được hai việc. Một là tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân, và số hai là giảm được đợt cấp. Còn có những phụ lục về cách sử dụng thì xin các bạn sẽ tự tham khảo. Chúng ta có rất là nhiều cách, và cai thuốc lé cũng là rất là chuyện rất là quan trọng. Và trong này thì có cái tiêu chí thì cũng xin các bạn tham khảo. Và sau đây thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hồi sẽ trình bày về điều trị đợt cấp cho bệnh nhân COPD.